Nhện nhỏ Tom Holland ở tuổi 26 sở hữu tài sản kết xù hơn 410 tỷ đồng và 3 công ty body càng đét cực mờ lem. Tên tuổi của Tom Holland ngày càng được biết đến nhiều hơn khi tham gia loạt phim Spider-Man và vai Peter Parker. Anh gây chú ý vì là người nhện trẻ tuổi nhất vũ trụ điện ảnh Marvel. Ngoài việc tạo được sức hút trong vai diễn, nhện nhỏ còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với khối tài sản hàng trăm tỷ khi chỉ mới 26 tuổi. Theo Celebrity Net Worth, tài tử sinh năm 1996 đã sở hữu khối tài sản lên tới 18 triệu USD, tức gần 410 tỷ đồng. Khi biết được con số này, cộng đồng mạng không ngừng cảm thấy sốc và ngưỡng mộ trước độ nổi tiếng và giàu có của tài tử 26 tuổi. Đây là tài sản mà nam diễn viên có được nhờ mức cachet và công việc kinh doanh. Khi tham gia Captain America Civil War, Tom được trả mức cachet là 250.000 USD, khoảng 5 tỷ đồng. Năm 2017, Tom Holland vào vai chính trong Spider-Man Homecoming và phim anh được trả khoảng 1,5 triệu USD, xấp xỉ 34 tỷ đồng. Mức cachet của anh tiếp tục tăng vọt, gấp 8 lần mức lương ban đầu khi anh đóng Spider-Man Far From Home vào năm 2019. Tài khoản của Tom ngày càng tăng lên chóng mặt hơn vào thời điểm anh góp mặt trong Avengers Infinity War với 3 triệu USD, khoảng 68 tỷ đồng. Theo nhiều thông tin, nhện nhỏ đã có được mức cachet khủng với mỗi lần đóng phim, dao động từ 90 tỷ đến 113 tỷ đồng. Được biết, Tom Holland không chỉ thành công trong lĩnh vực diễn xuất, anh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi khả năng kinh doanh của mình. Tài tử 26 tuổi đầu tư vào 3 công ty lớn, cả 3 công ty của anh đều có được định giá cao với 6,5 triệu USD, hơn 147 tỷ đồng cho Holland Ltd, Acre 1223 Ltd ở mức 4,2 triệu USD 95 tỷ đồng và công ty còn lại là 1,9 triệu USD 43 tỷ đồng. Nhờ có trong tay khối tài sản kết xù, anh không ngại chi tiền cho những sở thích của mình. Được biết, nam diễn viên có đam mê với siêu xe. Những chiếc xe hộp mà anh tậu về đều đến từ những thương hiệu đắt đỏ như Audi, Porsche, Rolls-Royce. Dàn xe xịn sò này có giá khoảng 750.000 USD, khoảng 17 tỷ đồng. Ngoài giàu có, Tom Holland còn lấy lòng khán giả bởi nhan sắc điển trai. Ngoại hình của nam diễn viên thu hút được công chúng cả những lúc cân nặng của anh chàng này tăng hay giảm. Được biết, có khoảng thời gian Tom đã giảm tới 12 kg để hoàn thành vai diễn trong phim Cherry. Sau đó, anh đã thực hiện chế độ tập luyện khắc khe để tăng cân khi vào vai người nhện. Diễn viên người Anh đã đốn tim fangirl với body 6 múi căng đét. Bên cạnh những thành công trong sự nghiệp, Tom Holland còn gây chú ý bởi mối tình hạnh phúc cùng bạn diễn là nữ minh tinh Zendaya. Hai người đóng chung phim Spider-Man Homecoming vào năm 2017, trở thành cặp đôi phim giả tình thực được nhiều người tích cực đẩy thuyền. Cặp đôi đã khiến cho fan ngưỡng mộ và không ngừng chúc mừng cho tình yêu ngọt ngào viên mãn của họ. Tom Holland và Zendaya thường xuyên xuất hiện cùng nhau và trở thành tâm điểm mỗi lần dự sự kiện. Tài tử người Anh cũng không ngần ngại bày tỏ tình yêu của mình khi thường đăng ảnh bạn gái trên trang cá nhân. Ở tuổi 26, Tom Holland sở hữu khối tài sản và sự nghiệp khủng khiến dân tình trầm trồ. Dù là diễn viên trẻ nhưng anh chàng này nhanh chóng ghi dấu ấn trong lòng khán giả nhờ ngoại hình, tài năng và cả ông kinh doanh đáng nể. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.